Hangyada. Thuở xưa, tại Trung Ấn Độ, có một quốc gia tên là Balanai. Thừa tướng của nước này giàu có nhất thiên hạ, gia sản lên tới tiền muôn bạc triệu, nhưng hai vợ chồng đã lớn tuổi mà chưa có đứa con nào. Tông đường không người nối dõi, tài sản kết sù không ai thừa kế, hai vợ chồng rất lấy làm lo lắng, đi cầu tự khắp nơi. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, đến 50 tuổi, thì họ sinh hạ được một đứa con trai bụ bẩm, trắng trẻo, đặt tên là Hangyada. Đứa bé sinh ra, mặt mũi thanh tú như một thiên thần, ai thấy cũng phải thương, lại là con muồng nên được cha mẹ cưng chiều hết mực, xem như hòn ngọc trong tay. Tuy Hangyada có cuộc sống như một ông hoàng con, nhưng không hề vì thế mà trở nên hư hỏng. Trái lại, lúc nhỏ học giỏi và luôn luôn cầu tiến, hướng thượng. Lớn lên, một hôm, Hangyada đột nhiên xin cha mẹ cho phép mình xuất gia, nhưng vì sự nối dõi tông đường, làm sao vợ chồng thừa tướng chấp thuận cho cậu quý tử làm một điều như thế? Thấy cha mẹ không chấp thuận, Hangyada rất buồn bã, chàng thấy không được xuất gia thì đời này thật không có ý nghĩa, vì thế, chàng muốn xả bỏ mạng sống này, tái sinh sang một kiếp khác để có thể sống cuộc đời xuất gia. Ban đầu, chàng leo lên một đỉnh núi, gieo mình xuống vực đá sâu, kết liễu cuộc đời, nhưng quái lạ quá, khi chàng rơi xuống thì lại hoàn toàn bình an, không chút thương tích. Lần thứ hai, chàng lại đến bờ biển lớn, nhảy xuống đấy, nhưng khi chàng rơi xuống nước rồi thì cũng thật lạ lùng, nước cuốn chàng đi và đẩy lên bờ. Lần thứ ba, chàng uống thật nhiều thuốc độc rồi nằm dài xuống thảm cỏ chờ chết, nhưng sau một đêm thức dậy, chàng vẫn mạnh khỏe như thường. Cuối cùng, chàng nghĩ ra một giải pháp mới. Chàng thường nghe nói, người nào phạm pháp thì sẽ bị chém đầu, nên chàng muốn kết liễu đời mình bằng cách đó. Lúc ấy, hoàng hôn vừa buông xuống, vua Asathế đưa rất nhiều cung nữ đến một khu vườn có một hồ nước để cùng nhau tắm. Trước khi xuống nước, các cô cởi bỏ y phục, để trong một rừng cây. Vừa khéo, Hangyada cũng đi ngang qua đó, thấy rất nhiều xiêm y, biết là của các cô cung nữ, bèn cố ý lấy trộm và ông chồng xiêm y ấy trong tay, từ từ bước ra khỏi rừng. Dĩ nhiên, chàng bị người canh vườn trông thấy, lập tức bắt giữ chàng lại và đưa ra cho vua xử tội. Vua Asathế nghe chuyện, nổi giận lôi đình, rút cung tên ra, muốn bắn chết tội nhân, nhưng lạ lùng thay, tên vừa bắn ra thì quay đầu lại, vua bắn 3 lần thì mũi tên cũng quay đầu lại 3 lần. Vua thấy thế, rất lấy làm kinh dị, bèn hỏi Hangyada rằng: "Ngươi từ đâu đến, là người cõi trời hay là giống rồng?" "Tâu bệ hạ, thần không phải là người của thiên giới, cũng không phải từ Long Cung đến. Thần là con trai của quan thừa tướng, muốn xin xuất gia nhưng cha mẹ không chấp thuận, nên thần đi khắp nơi tìm cái chết mà chưa được toại ý, nay cúi xin bệ hạ bắn chết thần đi." Vua nghe xong, bao nhiêu sân hận tiêu tán, còn hoan hỷ nói: "Tốt lắm, ngươi đã muốn xuất gia thì ta đưa ngươi đến diện kiến Đức Phật. Đức Phật như người cha lành, thế nào cũng sẽ thu nhận cho ngươi xuất gia." Thế là Hangyada được xuất gia học đạo với Đức Phật, vì do vua giới thiệu, nên cha mẹ chàng không cản được nữa. Không lâu sau, dưới sự chỉ dạy của Đức Phật, chàng đạt được quả A-la-hán. Thấy Hangyada đắc quả một cách nhanh chóng như thế, rất nhiều người lấy làm kỳ lạ. Đức Phật biết được những gì mọi người nghĩ, nên một hôm, Ngài thuyết về nhân duyên kiếp trước của Hangyada cho mọi người nghe. Rất lâu xa về trước, ở miền Bắc Ấn Độ, có một vị vua tên là Phạm Ma Đạt. Một hôm, vua đưa rất nhiều cung nữ ra vườn chơi đùa ca hát. Tiếng hát du dương của bọn cung nữ vang ra phía ngoài vườn, có một người nghe được, thích quá, bèn cao giọng hát theo. Tiếng hát đột ngột ấy vang đến tai vua, vua không bằng lòng, ra lệnh bắt người ấy và đưa ra pháp trường xử trảm. Đúng lúc ấy, có một vị đại thần cũng vừa đến nơi, nghe rõ nguyên nhân, biết rằng tội nhân vì không biết mà làm nên tội, thương tình người này ngu si,
nên tìm đến nhà vua, cầu xin tha tội cho hắn. Vì đại thần đã cứu mạng cho một người không quen không biết ấy, vì có chút lòng nhân từ, nên sau khi xả mạng, được sinh lên thiên giới, hưởng thụ tất cả những vui sướng của cõi trời, xong, lại sinh xuống làm người, có nhân duyên với Phật, được xuất gia với Phật và thành đạo rất mau chóng. Hỡi chư vị đệ tử, vị đại thần cứu người đó chính là Hằng Già Đạt hôm nay. Vì thế, cứu một mạng người thì đời đời kiếp kiếp sẽ được người cứu.